Chào tất cả anh em. Hôm nay mình tiếp tục lên một mặt hàng Mỹ, mình giới thiệu anh em. Lần này mình giới thiệu với anh em về cái hai cái mẫu búa đóng đinh DeWalt siêu phẩm, và nó là siêu phẩm đó anh em. Mẫu DeWalt 12 và mẫu DeWalt 16, dòng búa nhổ đinh cán lùn. Hàng này rất là hiếm hàng. Rất ít khi mà gặp được cái mẫu búa dòng 12 và 16 có loại thiết kế đặc biệt như thế này. À, tổng thể thì cái mẫu búa DeWalt 12 là nó nặng 600 gram và cán của nó dài là 30 phân. À, còn cái mẫu 16 thì nó cũng giống nhau. À, nó thiết kế thì một điểm nó khác biệt hơn thì nó cũng cán dài 30 nhưng mà nó nặng là 750 gram. Trên cái đầu búa thì nó thiết kế có hai cái phần nhổ bẻ đinh chuyên nghiệp, một phần khe nhỏ mình nhổ loại nhỏ và cái phần khe lớn này bẻ đinh loại lớn. À, nó thiết kế khá là độc, cái mẫu 16 này nó độc đáo hơn chút. Còn cái mẫu 12 thì nó là chuyên dụng hơn, nó làm viên một khối liền mạch, quả đầu búa dạng đầu trơn hết nha anh em. Nhìn chung thì tổng thể thì nó giống nhau. Riêng cái mẫu 12 thì cái đầu búa nhổ đinh của nó cong hơn. À, anh em xem cái đầu nhổ đinh của nó cong hơn. Còn là nó tạo ra cái lực nhổ nó mạnh khỏe hơn. Còn riêng cái phần 10 cây 16 thì nó thiết kế có phần bẻ chỉnh đinh nhưng mà cái phần mũi bẻ đinh thì nó thẳng hơn. À, nói chung là về tổng thể thì chức năng đều giống nhau hết á. Sử dụng đều cũng ok như nhau. Chủ yếu anh em thích cái mẫu thiết kế nào thôi, thiết kế của cái loại dòng nào thôi. Thì phải nói đánh giá là cái mẫu búa cầm tay loại cán lùn 30 phân của hãng DeWalt này mình thấy nó quá là độc chắc, đáng để mà anh em sưu tầm trong một cái bộ đồ nghề gia đình. Đó. Dòng này cán 30 phân cán lùn này nó cầm rất là gọn trong lòng bàn tay của người châu Á mình anh em. Nó trọng lượng từ 650 gram tới 750 gram thì cực kỳ phù hợp nữa. Hãy đánh giá là hai cái cây búa nhổ đinh của hãng DeWalt Mỹ này quá chất lượng. Hàng này nó rất là hiếm hàng, ít khi gặp hàng lắm. Đó. Thì mình bán đồng giá là cây 12 của DeWalt này với giá là 380 ngàn và cây 16 cũng với giá là 380 ngàn, tất cả là chưa bao gồm phí vận chuyển nghe. Đó. Bên mình không bao ship. Rồi thì anh em nào quan tâm về hai cái mẫu búa đó đóng nhổ đinh siêu độc đến từ hãng DeWalt của Mỹ này thì liên hệ với bên mình ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Hàng còn rất là đẹp, còn zin len ken cho anh em sưu tầm. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kết thúc video tại đây.